xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay thì Phương Văn đi ra vườn, thăm vườn. Tại vì lâu rồi, cái mùa nắng thì nắng quá cho nên là không có che được cái lưới lan. Chắc là vài hôm nữa kêu thợ lại làm cái lưới lan để che. Khi mà trời nắng thì rau nó bị vàng hết trơn. Và trên này đó, lâu ra quá cho nên Phương Văn không có ra cái vườn rau nữa. Bữa nay đó, trời nó xấu quá. Bây giờ thợ sẽ làm cái lưới lan, rồi sau đó Phương Văn sẽ chăm lại. Quý vị khán giả thấy không, ở đây là cái mồng tơi mà lá nó bị vàng là do là trời nắng quá đó. Trời nắng quá nó bị cháy lá. Tuy nhiên cũng có những cái nó núp trong này thì nó rất là xanh tươi ha, rất là xanh tươi nè. Đó, những cái bông cải vàng này là bị thất bại rồi. Quý vị khán giả, ở đây xung quanh là bây giờ trời đang âm u, cũng có mưa đó, sắp mưa tới rồi đó. Phương Văn quay ở trên cái khung cảnh đó. Ở đây là trời âm u sắp mưa rồi. Cái tuyến đường này Phương Văn hôm trước chia sẻ là máy bay về Tân Sơn Nhất. Ở đây là cái vườn rau đó, cây này cây mai trắng thủy nè. Bữa nay thì cũng xanh mướt, tuy nhiên cũng chưa có hài lòng lắm. Đây là cái cải cây la gì đó. Nói chung là cái cây này nó rất là nhiều tên cho nên là không biết nó còn tên gì nữa. Bữa trước về quê, cái cây này là cái cây kiển mà trồng huệ, cái cây huệ kiển, nó chỗ bông đẹp lắm mà Phương Văn hái lên. Đây cây cải này đây, cải nè, rồi có cải này là cây xanh mướt. Rồi có máy bay bay nè, Phương Văn quay lên nha, Phương Văn quay lên để anh xem. Đó máy bay đó. Bay về Tân Xuân Nhất, máy bay bay về Tân Xuân Nhất. Hôm nay thì trời đang âm u, không được, không nắng đẹp lắm. Còn mấy cái này thì bây giờ cắt ăn rồi, bây giờ phải nhổ lên làm lại mới được, nhổ lên làm lại. Chỉ có cải này thôi. Rồi mấy cái này là nắng thì nó héo, còn mưa thì bây giờ nó dập hết trơn rồi, nó dập hết trơn rồi. Cho nên là phải làm cái lưới lan mới được, còn không làm thì không có được. Mà nói lâu rồi, nói làm mà làm hoài làm được. Quý vị khán giả biết cái cây này cây gì không? Hôm trước chị bạn, chị ở bên chỗ cái khu Cityland á, chị cho, chị nói là cái lá này là cái lá ăn sống. Mà chụp cái lá lên thì Phương Văn không có nhớ, ngày xưa ở dưới quê á, thì cái lá này là biết. Cái đây là lá cách, đây là lá cách ăn sống, nó cùng với giống như là rau gừng, rau rừng á, rau mà ở ngoài rừng á, thường là các loại rau gì, rau ăn với bánh tráng rồi đó, bánh tráng Tây Ninh, rồi người ta có lá xoài nè, rồi những cái loại rau gừng, rau rừng. Cái này là lá cách, đây là lá cách quý vị khán giả, cái này là lá cách. Bữa hổm Phương Văn ăn rồi, bữa hổm Phương ăn rồi. Đây là cái lá sâm. Cái lá sâm cũng xin cái lá sâm về, cái lá sâm về trồng, nhưng mà phải có cái cây vàng rồi nó leo lên thì mới tốt. Còn ở đây thì Phương Văn giải mấy cái bụi rau muống. Quý vị khán giả biết không, ở trên này thì cái rau muống đồng nó không có. Cái hôm trước Phương Văn về quê á, đi ra ngoài vườn của má, hái một mớ rau muống đồng này nè, rồi đem lên găm. Rồi bữa nay nó còn có mấy mục rồi nè, nó bắt đầu nó phát triển được rồi đó. Còn cái này là rau lan, cái này là rau lan này. Rồi ở đây là cái cây tắc này, trồng vậy chứ ăn không hết luôn quý vị khán giả. Đôi khi tắc làm mà thay cho chanh, thay cho giấm, rồi nấu canh chua hoặc là bóp gỏi. Rồi đây là có cây lá quế nè, cây lá quế. Rồi Phương Quan trồng cây cà, có mấy cây cà quá trái bự lắm. ăn cũng mấy đợt rồi nè. Bữa nay cái cà nè, nè cái cà dài nè, đó thân gan luôn. Cái cà bữa nay cái trái to bự luôn, cà dài. Ở đây trái nữa đâu quý vị khán giả, sợ hồi là bị gãy luôn. Ở đây cái trái cà đó. Rồi có một trái ở đây trong này nữa, trái nhỏ queo queo quắp nhỏ trong này nữa. Ồ, máy bay lại bay ngang nữa này. Máy bay bay ngang thì hơi bị ồn. Đây Phương Văn quay lên nha, quay lên cho quý vị khán giả xem. Đó, đây là chiếc máy bay. Bà con Việt kiều về nhà Việt Nam. À, đây là cái tuyến đường mà bay xuống là Tân Sơn Nhất không quý bà con. Đây Nhất. Rồi, ở đây là có một cây cải, một cây một thôi nha quý vị khán giả, chỉ có một cây một. Hôm trước á, là trồng cải chỗ khác mà nó bay qua đây, cái này sao mà có một cây một. Cái này đã ra bông rồi, thôi bây giờ hái bông bỏ luôn chứ để nó bị đắng, nó bị già. Đó, hái cái bông, đây là có cái bông. À, đây là có một cây cải mà nó tốt dễ sợ không. Đó, một cây thôi. Cái này là ngày mai để nấu cá rô, đồng. Rồi hôm qua là mới ớt này còn có một cái một, con trái một hái luôn, hai trái ớt này luôn. À, bữa trước là mới giải cải nè, đó mới giải cải nó lên lúng phúng rồi đó, giải cải. Đây cũng giải cải nè, đó. Ở đây cũng mới giải, bữa nay là đẹp ha. Đó, này lên ngon lành, vài hôm nữa là bắt đầu chiết ra. Đó. Còn ở trong kia, trong cái góc cuối cùng có cái cây hồng môn. Bữa hổm sợ nắng á, cái đem ra. Thôi bây giờ đi hái cái gì nấu canh mới được. Đi hái rau nấu canh. Mình đang đi lấy cái rổ, đi giặt rau nấu canh. À, đôi lúc mà có cái vườn nho nhỏ thì để mấy thùng rau rồi đôi khi ra chăm sóc nó cũng cảm thấy vui. Rồi bữa nay đang nấu súp ở dưới, đang nấu xương, cho nên bây giờ hái cái cải này. Cái cải này chỉ là hái lá thôi, hái lá để Phương Văn xem. Hồi máy bay lại bay ngang nữa rồi, máy bay bay ngang đó. Ở đây là 5 phút 3 phút à, 5 phút 3 phút là máy bay bay ngang rồi. Giờ Phương Văn hái nè. Máy bay bay ngang thì hơi ồn vậy đó, nó hơi ồn. Rồi, bây giờ Phương Văn đi hái cái lá này. Lá này nè. Cái cải này ăn lá đó bà con ơi. Ăn lá nấu canh ăn cũng ngon lắm. À, để lá già quá. Cái này thì bỏ luôn chứ đâu có lấy được cái bông này. Mình để cho nó già quá. Bông này bỏ luôn. Đôi khi mình tự trồng á thì mình cũng có cái mà mình để ra vườn mình ăn, mình hái mình ăn. Ở đây có cây nữa nè. Rồi Phương Văn đi ra hái đây. Cái này nó bị già, nó bị đém. Lá nào ăn được thì bỏ luôn. Ồ, mấy cái này già quá. Rồi Đây quý bà con thấy không đó, đi sơ sơ thì cũng được, nấu được nồi canh nè, sơ sơ nấu cũng được nồi canh rau. Đôi ly thì ra vườn cũng có cái thú vị. Mấy cái lá này là nè, cái lá này nè quý bà con, mình ăn chỉ lá thôi, còn cái cọng đó cải khala, khala nó còn cái tên nữa đó. Lá này bự, vài lá là đủ nồi canh rồi. Bữa nay Phương Văn sẽ nấu một nồi canh này đó, thì được nồi canh này. Đôi khi đi ra vườn sơ sơ mà cũng có ăn vậy, đủ nồi canh này. Giờ hái thêm gì nữa đây ta, cải thì nấu thêm cái gì nữa không biết, chắc là cải với cải thôi, chứ còn cải mà với bùn ngót, thường thường bùn ngót thì nấu với, ví dụ như là bùn ngót thì nấu với những cái lá khác, lá chùm ngay rồi bùn ngót rồi mồng tơi đó, máy bay bay ngang nữa quý vị khán giả ơi. Chiều buổi chiều đây là ra mà đếm là coi là không xuể luôn, đếm không xuể. Rồi chiều chiều đi ra vườn, đi chăm vườn rau. Ai, sẵn đây rồi đi tỉa này luôn, tỉa cây này luôn, chứ để bây giờ nó già quá cắt bỏ. Nó có con chó già quá rồi, cắt bỏ này. Những cái lá này nè, lá này cắt bỏ rồi. Bây giờ Phương Văn sẽ tỉa những cái lá này, giờ nó già quá rồi, tỉa bỏ nè. Tại vì mấy hôm nay trời nắng quá, nó không có che được, cho nên là bây giờ phải cắt bỏ mới được. Cái cây này cũng của một người khác cho, một cái chị bạn chỉ cho. Cây này là cây bầu đất, cũng là một cái loại rau ăn sống quý vị khán giả, rau ăn sống. Đây những cái lá là xanh nè, ở trong này nè, thì nó do nó ở dưới che ở dưới này cho nên là nó xanh hơn. Còn ngoài này á, ánh nắng trực tiếp nè thì nó bị vàng, cho nên để Phương Văn làm cái lưới lan á, che thì nó sẽ không có bị vàng nữa. Hồi sáng này có chú hàng xóm chú nói là che cái lưới lan mà cái lưới dày này là không có được, không có cái ánh nắng vào, phải che cái lưới mà hở, cho nên chưa mua, chứ phải hồi sáng mua rồi là thất bại rồi. Chú nói là che những cái lưới này nó dày quá là nó bị chết, rau nó bị chết, nó không có hấp thu được ánh sáng. Đây là cây quế đó. Đây là cây quế nè, tỉa bớt. Ồ, máy bay lại bay ngang đó, máy bay lại bay ngang rồi quý khán giả. Đây đó, bay ngang thì tiếng ồn nó vậy đó. Nãy giờ ngồi mới mấy phút à mà 5-7 chiếc rồi. Vậy bà con cô bác về quê nha, nhiều lắm á, về quê nhiều. Thôi ngày mai thì có trồng cái lưới lan lên rồi mình sẽ che lại, rồi mình sẽ xử lý cái này lại. Có nghĩa là xới đất lên, trộn phân vào thêm, rồi sau đó là xử lý lại cái giàn lan, xử lý lại đất rồi xong rồi che, làm cái lưới lan rồi sau đó là che. Cũng có bắt đầu giải cải rồi, thêm nhiều loại cải thì mình có thể ăn được. Nè quý vị khán giả thấy là hôm trước thì nó cũng còi cọc, bữa nay mưa, dòng mùa mưa rồi xuống thì nó cũng có chút xanh tươi. Phương Văn đi nhặt những cái thùng mốt rồi những cái thùng mà người ta bỏ ra, mình xin về mình bỏ đất vô mình trồng đó. Mấy cải bên đây là thất bại rồi, tại vì nắng quá, nó khằn quá, nó không có lớn được, rồi bỏ rồi nó lên bông vậy luôn. Cho nên khi làm lại phải nhổ ra hết, rồi xới đất lại, rồi trộn phân lại rồi mới làm tiếp. Thôi, có cái vườn nho nhỏ này được khi nào hay khi nấy. Ở đây là cái bụi xả, nó mau lớn dữ thiệt. Đây bụi xả nó xanh mướt luôn, xanh mướt. Đặc biệt có cái lá này là khi nào mà muốn ăn thì đi ra hái ăn. Rồi lá quế, đây lá quế, quế tốt ha, quế tốt. Đây là rau lan, trồng gì không biết khi nào mới ăn được đây. Đó. Lá mồng tơi cũng vậy, bên đây nè. Đó. Nó đén không, do nắng quá cái mấy cái này hư hết trơn rồi. Chỉ hy vọng là cái mới nè, mới giải nè, giải mấy ngày là ngon lành ha. Mô mốt đây là cải xanh, mình nấu với canh rau rồi. Thôi con Quang sẽ ngày mai sẽ thu hoạch cái cây cải này. Có một cây mà nó bự to tướng, có một cây mà nấu với cá rô đậu. Đây bầu trời rất là ảm đạm, trời mưa từ sáng tới giờ luôn quý vị ạ, mưa từ sáng tới giờ luôn. Ok, rồi thôi Phương Văn được một bữa canh rau như thế này. Đó, một bữa canh rau như thế này nè quý khán giả, đủ nấu một nồi canh này. Thôi thì đôi khi Phương Văn chia sẻ những cái cuộc sống đời thường, cũng như là có những cái bình luận, có những cái câu chuyện tham gia về bình luận trong cộng đồng YouTube, thì mong quý bà con cô bác luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Phương Văn trên mọi nẻo đường. Cuối tuần kính chúc quý bà con cô bác thật nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.